Hù, xin phép anh em một chút thời gian. Đầu năm mua hàng mà được nhận quà thì mới có thể may mắn cả năm được chứ, đúng không? Và vì thế, trong dịp Tết này, đến với cửa hàng Lotto AZ, anh em sẽ có cơ hội nhận được vô vàn nhiều những phần quà hấp dẫn qua việc tham gia chương trình Vòng Quay May Mắn. Sự kiện này thì sẽ được diễn ra từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 với vô vàn nhiều những phần quà hấp dẫn và đặc biệt có thể lên tới một chiếc Acer Nitro 5 nữa cơ. Và vì thế thì mình sẽ để link chi tiết về sự kiện này ở bên dưới phần mô tả của video. Và bây giờ không làm mất thời gian nữa, chúng ta hãy quay trở lại với nội dung chính của video thôi. À, what's up? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lotto AZ và mình là Minh Cận đây. Cái tháng 2 vừa rồi thì trường Bách Khoa thi hơi là nhiều, thế nên là bây giờ thì mình mới có thể quay trở lại được với kênh. Và muốn gửi đến cho các bạn một cái bài review về chiếc MSI Model 14 này, gọi là sớm nhất có thể luôn. Lý do vì sao lại thế là bởi vì chiếc máy này mình đánh giá đây là một chiếc laptop vẫn đang khá là đáng để chúng ta bỏ tiền ra sở hữu ở trong cái mức giá là 15 triệu, cho dù là đây đã là năm 2022 và những mẫu máy laptop mới sắp được ra mắt rồi. Vậy thì chiếc laptop này có những điểm gì hay và tại sao mình lại nói là nó đáng mua ở trong tầm giá 15 triệu thì hãy cùng xem vào video ngày hôm nay nhé. Trước khi đến với bài review thì nếu như các bạn đang quan tâm đến chiếc MSI Model 14 này hay là bất kỳ một mẫu laptop Ultrabook nào khác thì hoàn toàn có thể tham khảo tại trang web laptopaz.vn. Link cũng như chi tiết của sản phẩm mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Cái điểm mạnh nhất cũng như là cái điểm mà mình thấy là chúng ta xứng đáng bỏ tiền ra để sở hữu chiếc máy này nhất có lẽ đó chính là về phần thiết kế cũng như là hoàn thiện. Chiếc máy này có một cái thiết kế mà mình có thể nói rằng đây sẽ là một cái thiết kế nó gần như là đẹp nhất ở trong cái khoảng giá từ 15 đến 16 triệu. Thậm chí là nếu như chúng ta mua những cái phiên bản như là i3 hay là Ryzen 3 thì có lẽ là cái mức giá nó còn rẻ hơn cơ, chỉ rơi vào khoảng từ 13 cho đến là 14 triệu mà thôi. Nó có một cái thiết kế nó rất là đẹp, rất là vuông vức. Và tuy là nó vuông vức như thế, thế nhưng có một điểm cực kỳ đáng khen, đó là các viền của chiếc laptop này nó được bo cong một cách rất là tỉ mỉ và cẩn thận, không như là ở trên những cái tầm giá, cho dù là những cái mức giá cao hơn nhá, 18-19 triệu chúng ta có Dell Inspiron 5510 này, hay là tầm khoảng độ 21-22 triệu chúng ta có mẫu HP Envy chẳng hạn, thì những cái chiếc laptop đó thì những cái cạnh viền của nó chưa được chăm chút kỹ càng lắm, thế cho nên chúng ta vẫn sẽ có cái cảm giác cấn tay khi mà cầm vào. Còn chiếc laptop này thì không hề xảy ra hiện tượng đấy. Đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất cao đến từ nhà MSI khi mà họ đã biết chăm chút cho những cái trải nghiệm dù là nhỏ nhất của là người dùng. Và ở cái mức giá này thì chúng ta sẽ thường chỉ chọn được những chiếc laptop có hoàn thiện là bằng nhựa mà thôi. Để hình như là chúng ta sẽ có chiếc 351 của chẳng hạn. Sẽ có rất ít mẫu nào mà chúng ta có thể được dùng kim loại, kể cả như là 15 hay là 14 inch. Kể cả như chiếc HP Pavilion thì cũng chỉ là nhựa mà thôi. Nhưng chiếc MSI Model 14 này lại cho chúng ta một cái chất lượng build mình thấy nó rất là tốt ở trong tầm giá. Khi chúng ta có mặt lưng máy này cũng như là mặt chiếu nghỉ tay đây, nó sẽ được hoàn thiện bằng kim loại. Và cái kim loại này thì chúng ta vẫn hay nói với nhau là nó hơi mỏng. Tuy nhiên thì mình thấy là độ cứng cáp của nó rất là tốt, gần như sẽ không có hiện tượng flake khi mà mình ấn ở những cái vùng nó yếu nhất của bàn phím, như là giữa bàn phím này hay là ở phần mặt sau của máy. Với một cái mức giá như này thì kim loại nó hơi mỏng một chút nhưng nó vẫn giữ được cho chúng ta sự cứng cáp, thì mình nghĩ là cũng không có nhiều điều để chúng ta có thể đòi hỏi thêm đến từ chất lượng hoàn thiện của chiếc máy này nữa rồi. Nhưng mà bù lại với việc là chúng ta có một cái lớp kim loại nó không quá dày như này thì chúng ta sẽ có một chiếc laptop cân nặng đâu đấy chỉ rơi vào khoảng 1,38 kg và sẽ là 1,57 kg kèm cả sạc. Thì đây là một cái mức cân nặng mà mình thấy là cho dù là cầm cả sạc của chiếc laptop này đi nữa thì nó vẫn rất là nhẹ và vẫn rất là thoải mái, chúng ta có thể mang đi rất là nhiều nơi. Nếu như các bạn thấy việc là mang những cái giáo trình chúng ta cần vào hàng ngày, như là Bách Khoa chúng mình thì cần phải mang giải tích 1, 2, 3, vật lý đại cương 1, 2, 3 gì đấy, nó rất là nặng. Còn mang máy tính bảng thì khi mà chúng ta muốn chơi một vài trận gọi là liên minh thì chúng ta lại không chơi được. Thì có lẽ chiếc laptop này sẽ là một cái giải pháp nó khá là tốt khi nó vẫn đủ cho chúng ta cái sự cứng cáp nhưng nó vẫn có chúng ta cái sự mỏng nhẹ để chúng ta có thể mang đi rất là nhiều nơi như thế. Về phần hoàn thiện của chiếc laptop này thì phần bản lề cũng là một phần mà mình thấy rất là đáng khen. Khi mà năm nay thì MSI họ làm cho chúng ta một cái bản lề rất là chắc chắn và ốc thì lại được siết khá là chặt. Điều đó thì giúp cho chiếc bản lề của chúng ta có thể giữ màn hình được ở một cái góc nó rất là thấp như thế này. Đấy, nó vẫn chưa sập xuống. Và khi mà đến cái phần gần cái góc đấy ấy, thì ở hai phần này nó sẽ có nam châm để giúp cho chúng ta có thể là hút cái bản lề này vào một cách chặt hơn. Nhưng việc siết ốc chặt và lại bố trí nam châm ở ngay hai phần này như thế sẽ gây ra một cái tình trạng như thế này. Đó là chúng ta sẽ hơi bị khó mở cái bản lề này lên. Đó. Và đây sẽ là một cái điểm trừ nho nhỏ, nó sẽ hơi gây ra khó chịu cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Và với việc là siết ốc chặt như thế này thì mình cũng khuyến cáo các bạn luôn là các bạn hãy cố gắng để có thể mở cái bản lề này ở giữa, đừng có cố gắng mở hai bên. Vì siết ốc chặt mà lại còn mở hai bên như thế thì khả năng cao là chiếc laptop này nó sẽ chung số phận với lại những cái chiếc laptop sử dụng bản lề Egolip khác ở trong tầm giá như là chiếc 3511. Đó chính là việc chúng ta sẽ bị bung và gãy bản lề. Tựu chung lại thì cái điểm mạnh của chiếc laptop này đến chính là từ phần thiết kế.
Đây có thể nói là một chiếc laptop có thiết kế đẹp cũng như là hoàn thiện tốt nhất ở trong cái khoảng giá này rồi. Về độ cứng cáp thì có lẽ là nếu như mà đem so với những chiếc laptop nó rất là cứng cáp ở trong tầm giá như là ThinkBook hay là trước đây chúng ta có IdeaPad 5 bản kim loại chẳng hạn, thì có lẽ là chiếc laptop này sẽ đạt được khoảng độ 9 phần 10 độ cứng cáp của những chiếc laptop đó. Tuy vậy thì dù sao chiếc laptop này nó cũng sẽ mỏng và nhẹ hơn khá khá, thế nên chúng ta cũng sẽ là một cái điểm lợi của chúng ta khi mà nhà sản xuất họ làm cái nhôm mỏng hơn như vậy. Và với việc là nó mỏng nhẹ và nó cứng cáp như thế, và nó lại còn có cái phối màu đấy là màu xanh ngọc bích cũng như là màu hồng, thì nó cực kỳ phù hợp dành cho những bạn nữ nào hay là bạn nam cũng được, miễn là chúng ta yêu cái đẹp và có nhu cầu cần phải mang đi mang lại rất là cao, thì chiếc máy này có lẽ là chính là dành cho các bạn với cái mức giá là từ 14, 15 cho đến là 16 triệu. Qua xong đến phần thiết kế cũng như là hoàn thiện thì chúng ta hãy cùng đến với màn hình của chiếc laptop này. Thì chiếc laptop này đang có chúng ta một cái màn hình khá là tiêu chuẩn, màn hình 14 inch Full HD, tấm nền là IPS. Và mình có đo được bằng Spider X Elite thì có cái phổ màu đó là khoảng độ 63% sRGB này và 45% NTSC. Delta E khi mà chưa cân thì nó sẽ là 2.15 và độ tương phản sẽ là 1200:1. Sau khi mình sử dụng Spider X Elite cân lại thì độ tương phản nó sẽ rơi vào là 1440:1 và Delta E lúc này sẽ là 1.68. Với cái việc là Delta E chỉ rơi vào mức là 1.68 và độ tương phản nó cao như thế thì chiếc máy này vẫn hoàn toàn phù hợp dành cho những bạn nào có nhu cầu làm những công việc liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh ở mức độ 2D và mức độ cơ bản nghiệp dư. Còn nếu như chúng ta chuyên nghiệp quá mà cần cái sự gọi là chính xác hơn hoặc là hiển thị nhiều hơn về màu sắc thì chiếc laptop này nó đang chưa đáp ứng được. Tiếp đến đó là về bàn phím. Bàn phím của chiếc laptop này thì thực sự là không có nhiều điểm đặc biệt, và bản thân cá nhân mình là một người có sử dụng những chiếc laptop gaming và đã chơi ra phím cơ thì thực sự là mình phải nói là không thích chiếc bàn phím ở trên chiếc laptop này chút nào, vì nó có một cái hành trình nó rất là nông. Điều này thì không trách được bởi vì chúng ta có một chiếc laptop đã mỏng nhẹ rồi, nhưng cái việc là mình đã gõ quen những chiếc bàn phím cơ rồi thì bàn phím của chiếc laptop này nó hơi là nông đối với mình. Và ngoài ra thì những cái xúc giác phản hồi của chiếc bàn phím này cho đem lại cho mình thì nó cũng chưa tốt khi mà đem so với những chiếc laptop khác trong tầm giá, thậm chí là thua cả Dell 3511 luôn, bởi vì Dell 3511 mình vẫn thấy là cho chúng ta một cái phản hồi xúc giác nó khá là nhạy. Bù lại thì chiếc laptop này có cái phần bàn phím có keycap khá là to, cho nên chúng ta vẫn sẽ rất dễ là làm quen cũng như là rất khó bị bấm nhầm trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Và nhìn chung thì cái phần bàn phím này mình nghĩ là nếu như các bạn không phải là người quá khắt khe ở trong cái phần nhập liệu như mình thì đây có lẽ là một cái bàn phím nó khá là tròn vai, không gì để khen nhưng thực sự là cũng không có gì để chê về chiếc laptop về bàn phím của chiếc laptop này cả nhá. Phía dưới phần bàn phím này thì chúng ta có một cái touchpad. Cái touchpad này thì nó cũng giống như bàn phím vậy, nó bị tròn vai các bạn, có nghĩa là mình không chê nhiều gì về cái phần này cả mà cũng không có gì để khen. Đây là một cái touchpad nó khá là tiêu chuẩn với một chiếc laptop 14 inch và có cái phần bàn phím keycap nó đã khá là to như thế này rồi, thì cái phần touchpad của chúng ta nó sẽ hơi bị nhỏ hơn một chút. Cảm giác gì thì cũng vẫn rất là mượt và có hỗ trợ Windows Pressing Checking để những cái cử chỉ của chúng ta có thể trở nên chính xác hơn. Tuy vậy thì đối với ai mà hay ra nhiều mồ hôi tay như mình ấy thì khi mà dùng cái touchpad của chiếc laptop này một thời gian thì chúng ta sẽ hơi có hiện tượng là bị rít và sẽ hơi khó chịu một chút. Còn nếu những bạn nào mà không bị ra mồ hôi tay thì nó vẫn rất là bình thường. Điểm trừ duy nhất có lẽ là cái touchpad này nó hơi nhỏ so với cái phần bàn tay của mình. Đấy, bàn tay của mình nó không phải to nhưng cái phần touchpad nó còn lọt thỏm vào trong này cơ. Đấy. Và đánh giá lại thì mình vẫn sẽ dùng một từ, đấy là tròn vai, hay là nói một cách chính xác hơn, đó là không nổi bật ở trong tầm giá. Rồi và đến đây thì chúng ta hãy cùng nhau xem là trước khi đến với phần hiệu năng thì chiếc laptop này cung cấp chúng ta những cái phần số lượng cổng kết nối nó như thế nào và phần nâng cấp của chiếc laptop này nó sẽ ra sao nhá. Đến với cổng kết nối của chiếc laptop này thì chúng ta có thể thấy ở ngay phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có đó là hai cổng USB 3.0 và một cổng tai nghe 3.5mm. Còn về phía bên cạnh trái thì ở đây chúng ta sẽ có đó là một cổng cắm nguồn này, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C. Nhưng mà các bạn lưu ý là đây chỉ là Type-C bình thường thôi nhá, không có Thunderbolt 4 hay là cũng không có mini DisplayPort hay là cũng không có sạc gì ở đây hết. Và chúng ta có một cổng đó nữa là microSD. Đối với một chiếc laptop mỏng nhẹ như này thì mình thấy cái số lượng cổng kết nối như này nó đã khá là phong phú rồi. Tuy nhiên thì với việc là cổng USB Type-C ở đây nó không được tích hợp thêm bất kỳ một công nghệ nào thì mình hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn ở đây, đó là thay cổng USB Type-C này thành một cổng USB-A để chúng ta có thể kết nối thêm nhiều những cái thiết bị ngoại vi vào thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Ngay khi mà vừa mở chiếc laptop này ra thì cái điều đầu tiên làm mình rất ấn tượng đó là chúng ta có tận hai cái ống đồng tản nhiệt chỉ dành cho một con CPU dạng chip U. Thế nên là mình có thể nói trước luôn đó là nhiệt độ của chiếc laptop này nó sẽ rất là mát, và cụ thể như thế nào thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn ở ngay trong phần hiệu năng ở phía sau phần nâng cấp này. Về khả năng nâng cấp thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta có thể nâng cấp tối đa là 2 khe RAM DDR4 bớt 3200 nhé. Còn ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái thanh SSD M2-2280 nữa. Viên pin chúng ta có ở đây sẽ là một viên pin 38Wh và cho thời lượng sử dụng thực tế là từ 3 đến 4 tiếng đối với các tác vụ hỗn hợp.
Nhìn chung thì khả năng nâng cấp của chiếc laptop này nó sẽ không phải là một khả năng nâng cấp quá là nổi trội trong tầm giá, tuy nhiên nó vẫn là đủ tốt và đầy đủ dành cho những bạn nào mà muốn có khả năng nâng cấp về lâu về dài. Và đó cũng là toàn bộ những gì liên quan đến khả năng nâng cấp của chiếc MRI Modern 14. Và cuối cùng là cái điều mà có lẽ là nhiều bạn mong chờ nhất, thế nhưng mà nó sẽ không phải là những cái điều mà được coi trọng ở những chiếc laptop Ultrabook, đó chính là về phần hiệu năng. Thì như mình đã nói ngay ở phần nâng cấp, đó là với việc chiếc laptop này được trang bị hai cái ống đồng tản nhiệt dành cho con chip đó Ryzen 5 5500U, thế nên chiếc laptop này nó có một cái nhiệt độ cực kỳ tốt. Nhắc lại cấu hình của chiếc laptop này thì hiện nay nó đang sử dụng đó là Ryzen 5 5500U 6x12 luồng, 8GB bớt 3200 và 512GB SSD. Với chiếc laptop này thì như mình đã nói là nó có thể nâng được tận là 2 khe RAM. Thế nên là việc tận dụng sức mạnh của con chip Ryzen 5 5500U đến từ việc chúng ta gắn hai thanh RAM chạy dual channel thì nó sẽ rất là tận dụng được triệt để cái sức mạnh con chip này và nó sẽ rất là mạnh hơn nữa. Tuy nhiên thì vì chưa có điều kiện, thế nên mình sẽ để nguyên cái mức RAM là 8GB single để test game cho các bạn xem. Và với con chip 5500U và 8GB single thì mình đã có chơi qua tựa game đó là Valorant. Thì với tựa game Valorant này mình sẽ để mức setting là low hết, thì cho ra một cái mức FPS nó cũng khá là cao đấy, khi mà chúng ta có thể giữ ổn định được ở cái mức trung bình là từ 70 cho đến là trên 80 FPS một chút. Còn những cái khung cảnh mà khi chúng ta không bắn nhau ấy, nghĩa là chỉ đi bộ ở trong map ấy, thì nó có thể lên đến là hơn 100 FPS. Thì với cái mức FPS này mình thấy là nó cũng khá là đủ và thoải mái để chúng ta có thể tận hưởng một cái tựa game đó một cái cách gọi là khá là thoải mái rồi. Không được mượt như là 144Hz đâu, nhưng dù sao thì nó cũng đã đủ mượt ở cái mức mà chúng ta có thể chấp nhận, đó là trên 60fps rồi. Còn về phần nhiệt độ thì mình không bất ngờ là bởi vì là chúng ta có tận hai cái ống đồng tản nhiệt và một cái quạt tản nhiệt chỉ dành cho một con chip U. Thế nên là nhiệt độ của chiếc máy này khi mà mình chơi Valorant ở trong một quãng thời gian dài như thế, lúc nào CPU cũng sẽ ăn max là 15W, nhưng với cái nhiệt độ nó chỉ dao động từ khoảng từ 60 cho đến là 64 độ C. Chưa bao giờ mình thấy nó lên tầm 66, 67 luôn, thực sự là rất là mát. Mình nghĩ là khi mà gắn dual channel vào, chiếc laptop của chúng ta sẽ bùng hiệu năng hơn. Có thể nó sẽ nóng hơn một chút, nhưng nó vẫn sẽ ở cái mức nhiệt độ có thể nói là cực kỳ tốt dành cho bạn nào mà muốn tận hưởng một số những cái tựa game nhẹ hay là làm một số những cái tác vụ đồ họa nhẹ như là chỉnh sửa ảnh 2D hay là edit video. Và nhìn chung, hiệu năng của chiếc laptop này thì mình thực sự phải dùng thêm một từ nữa là đó là về hiệu năng. Chiếc laptop này lại tiếp tục không có gì nổi bật ở trong tầm giá này. Khi mà về hiệu năng này thì mình thấy là nó vẫn sẽ thua cái bọn Iridix Air của Intel một chút. Tuy nhiên thì về nhiệt độ là một cái điểm cộng rất lớn dành cho những chiếc laptop ở trong tầm giá, và mình nghĩ là các hãng khác có thể học hỏi theo MSI. Và tổng kết lại thì đây là một chiếc laptop mình thấy tuy rằng về những cái mặt khác nó không có điều gì quá là nổi trội trong tầm giá, nhưng chúng ta có thể tổng kết lại rằng đây là một chiếc laptop mỏng, nhẹ, đẹp, đủ cứng cáp và vẫn rất là mát. Đây là một chiếc laptop mình thấy nó sẽ rất phù hợp dành cho những bạn nữ, thậm chí là bất kỳ ai mà yêu thích cái đẹp và cái tính tiện dụng cao của chiếc laptop này thì đều có thể chọn em nó về nhà. Và đối với bản thân mình thì mình đánh giá rằng đây là một trong những chiếc laptop mà các bạn không thể nào bỏ qua khi mà xem xét chọn mua laptop ở cái phân khúc giá là từ 14 cho đến là 16 triệu. Còn các bạn thì sao? Các bạn đánh giá như thế nào về chiếc MSI Modern 14 này thì hoàn toàn có thể để lại comment ở bên dưới phần bình luận cho mình biết. Nếu các bạn thấy video này hay cũng như là hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và share. Cũng đừng quên subscribe cho channel của Laptop AZ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.